là chị á. Dạ 10.000. Ô trời ơi, quá vàng nín luôn. Wow, hấp dẫn nhở. Ôi chà kìa kìa, trời trời ơi. Ôi cái này cũng hấp dẫn đó nè, ăn với đu đủ mắm là cực kỳ ngon luôn. Có gì lên kênh Song Hỷ ạ. Song Hỷ Vlog chiều nay 6 giờ. Dạ Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog nha. À, cả nhà ơi, thì sáng hôm nay thì Song Hỷ đang có mặt tại nhà của Song của ba mẹ. Thì hôm nay sáng trước khi mà đi quay chia sẻ những cái ẩm thực hoặc là những địa danh á, thì phải xong công việc của mình. Mà hôm nay á là hôm bữa khoe với cả nhà là 2.000 đôi đũa là về, thì hôm nay là chính thức là không còn một đôi nào nữa nha cả nhà. Ông bà cô chú chốt rất là nhanh lẹ luôn, ủng hộ cho Song Hỷ nè. Sáng nay là soạn đơn nè, đũa này thì 120.000. Nếu mà ông bà cô chú nào mà có đặt á thì Song Hỷ đang cho xưởng làm thêm khoảng 5.000 đôi nữa, cho làm 5.000 đôi nữa, nhưng mà làm từ từ thôi, tại vì thu mua đũa nó cũng khó. Ngoài ra là Song Hỷ, là cửa hàng Song Hỷ là đã có chẩm chéo mới, phiên bản mới của anh Hải Saba TV, và theo cái hộp rất là đẹp nha, màu xanh lá cây nè. Đó, rất là đẹp luôn. Mặt của anh Hải nè. Rồi có những cái sản phẩm chẩm chéo thì Song Hỷ giá cũng không thay đổi là 100.000 một lọ nha. Còn đũa hốt nốt thì giá là 120.000 cho 10 đôi, còn gọi là 10 cặp. 10 cặp ở trong Song Hỷ gọi là 10 cặp. Rồi đường nè, đường đang đóng gói để hôm nay là cái đơn này là đi, hình như là đi Úc. Đi Úc nha, chứ không phải đi Mỹ nha, bữa nay là đi Úc rồi. Mấy lần trước thì đi Mỹ nè, đi Thụy Điển nè, rồi Úc nè. Rồi sẽ cố gắng là để khi mình đi, sản phẩm của mình đi xa hơn nữa, đi toàn thế giới thôi cũng được đó. Nếu mà ông bà cô chú nào có muốn ủng hộ Song Hỷ là bắt đầu từ bây giờ là Song Hỷ dẫn ship đi nước ngoài được nha cả nhà. Và cái phí ship thì từ ở Việt Nam á, thì gửi đi nước ngoài thì ông bà cô chú hỗ trợ cho Song Hỷ nha. Cái phí ship đó thì nó sẽ hơi cao xíu. Còn từ ở quê của Song Hỷ mà ship đi lên Sài Gòn á, thì là Song Hỷ sẽ miễn phí ship nha. Vì đi hành trình mà đi nước ngoài á, phải đi hai công đoạn, là một á, là từ ở An Giang gửi lên Sài Gòn, rồi Sài Gòn mới là cái điểm mà tập trung hàng để mà mình mới chuyển đi nước ngoài được. Nên là Song Hỷ sẽ có hai đường để mà đi. Và thường thì là giao từ 3 đến 5 ngày là mình sẽ nhận hàng được, hoặc là từ 6 đến 12 ngày do ông bà cô chú lựa chọn. Đó, giờ là triển khai thêm sản phẩm mà ông bà cô chú ở nước ngoài vẫn sử dụng được những cái đặc sản ở quê của mình luôn. Ngoài ra thì đường mặt hốt nốt của Song Hỷ thì giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và giá cũng không thay đổi gì hết. Đường thì nó sẽ lên nha, nhưng mà giá thì Song Hỷ bán cho cả nhà thì hầu như là không thay đổi gì hết, vẫn để nguyên giá cũ luôn, giá vẫn còn chia ăn khách hàng cả nhà ơi. Đây rất là đẹp nha, màu vàng cánh gián rất là đẹp luôn. Ngoài ra là Song Hỷ cũng đang phân phối củ ngũ dừa của chị Phan Diễm Vlog. Nếu ông bà cô chú nào mà có gần ở địa phương Song Hỷ mà muốn mua cho gần hơn á, hoặc là đặt chung những cái sản phẩm của Song Hỷ, Song Hỷ dẫn ship cùng được nha. 1 ký thì 1.2 triệu, và Song Hỷ có gói này là gói 250g nha cả nhà. Rồi nấm hương của em Biết Trên Bảng thì cả nhà có thể liên hệ với hai em Biết Trên Bảng nha. Cái này là Song Hỷ được tặng, nhưng mà có nửa ký cứ để làm dành, để làm quà, để có thể mà khi mà live stream hoặc là quay truyền hình hoặc là quay clip gì đó thì cũng có thể khoe với cả nhà. Đây là món quà của Biết Trên Bảng tặng mà không dám ăn luôn á. Ăn được một bọc rồi, ăn một bọc nửa ký rồi, giờ còn nửa bọc cứ đem ra như vậy hoài, không dám ăn luôn á. Thơm lắm, nấu trời ơi. Hôm qua nấu cơm Dương Châu mà xào chung với nấm hương này ăn cực kỳ ngon luôn nha cả nhà. Một cái món rất là mới luôn, mà thay vì mình học có kết hợp với nấm đông cô, không có nấm hương hết trơn, mà hôm nhà Song Hỷ làm chung với cái nấm này thì ăn cực kỳ gịch luôn. Đây cả nhà ơi, ngoài ra thì Song Hỷ có mắm nha. Mắm mà để chưng hoặc là nấu lẩu mắm thì mình có mắm cá linh. Cá linh là cái con mắm mà cái con cá mà đặc sản của Song Hỷ, chỉ có mùa từ mùa tháng mùa nước lũ về á, thì là tháng 6 tháng 7 rồi tháng 10 á thì mới được cái con cá này, người ta mới đem đi người ta ủ mắm. Rồi cá chèn thì là cái con cá mà dẹp dẹp nhỏ nhỏ á, mình ăn sống, mình ăn dạng như mình gấp ra là mình ăn liền được luôn, mình không cần sơ chế gì hết.
mắm mắm chè với mắm cá chốt là hai cái loại mắm là ăn sống. Rồi mắm Thái nữa. Mắm Thái thì một hũ to như vậy thì là 1 ký. Còn nếu mà ai mà muốn dùng thử thì có thể là mua một nửa ký cũng có nha. Xong thì bây giờ là có 1 ký, nửa ký đều sử dụng được, đều cho phù hợp với từng gia đình nha. Ai mà ở ngoài miền Bắc nè hoặc là miền Trung nè cũng có thể là sử dụng thử những cái đặc sản quê của sông Thủy. Cái này là món là chứ danh luôn á, khi mà ai mà đi về Châu Đốc là đều mua những cái đặc sản này về tặng bạn bè luôn nè. Đó, đường hút nốt, mắm rồi đũa hút nốt là những cái đặc sản ở quê sông Thủy. Một người con của An Giang nên là mình muốn là phát triển rộng rãi về cái sản phẩm của quê mình. Giờ thì chắc là mình sẽ đi ra chợ để coi có cái gì để mà mình mua về, hoặc là mình có thể là coi những cái điểm nào hay mình có thể chia sẻ đến tất cả các chú chị nha. Chưa ăn sáng nữa, giờ này là chưa ăn sáng luôn á. Bây giờ để đây, xíu nữa về làm tiếp nha. Bây giờ là Sông Thủy đang có mặt ở chợ và bây giờ mình sẽ đi mua đồ ăn sáng nha cả nhà. Kiếm gì ăn sáng cho Sư ăn sáng gì hết. Nãy giờ là phát hiện có cái những cái loại bánh rất là ngon luôn á. Này là đồ chai hả? Mình đi từ phía bên đây hả hay là phía bên đây? Hôm đợt hôm mình đi chợ mình mua được nấm nở á. Mình mua được nấm nở thì bữa nay không có nấm nở. Bữa nay đâu có nấm nở hả chị? Bữa hổm mua nấm nở đây ngon quá. Rồi, em cảm ơn nha. Rồi, nấm nở khó kiếm lắm. Mà mình hấp xả mình ăn ngon. Vàng bạc, đá quý. Rau. Rau nhút nữa nè. Quay ngao thôi, đừng quay người được rồi. Người đẹp hấp em sợ đưa lên đài lắm. Vậy hả? Trời ơi. Người đẹp không coi. Cái này là rau nhút nè. Rau nhút này mà mình ăn cùng với lẩu mắm, hoặc là mình ăn với canh chua mà cá lăng mà rau nhút á, cực kỳ ngon luôn. Em cảm ơn nha. Đang đi kiếm gì ăn sáng. Ồ. Bữa nay đồ chay hả cô hay là đồ mặn cô? Chay bên đó mặn bên đây. À. Bên này mặn nè, bên này chay nè. Đó là khoai cao đậu xanh, còn cái giò bên đây là thịt khoai cao, trứng cút dắt khoai cao. À. Chay mặn đều được. Chay mặn. Tại vì ở đây có để nè, chả giò mặn, chả giò chay. Đó. Ai mà thắc mắc như Sông Thủy là có thể là thấy bảng nha. Rồi em cảm ơn nha. Chị đó hậu chấn chị bán mít vậy nè. Chị bán mít hả? Ô rau len nè. Rau len này rau len này mình luộc ăn ngon lắm. Rau len ngon lắm đó. Này bao nhiêu bó ạ? 5.000 hả? Ăn nè mát lắm. Rau len. Rau len với cây củ khoai len là nó có giống nhau không ạ? À? Thì đó, đó củ là của nó đó. Dạ em bó cho mày. Dạ. Đông đông hai bó đây. Đông đông hai bó. Sáp nữa đi. Sáp luôn. Chú em không biết ăn. Dạ. Không biết sao mà ăn mấy cái trái chuối thì nó bị nổi da gà. Cái trái này mình luộc vô nó ngon lắm. Luộc gỏi đó, luộc qua thích ăn hột mít thì mà rang muối ăn ngon. Em gửi đây nha. À, đây mít tiền. Mít nghệ. Có sơ rồi. Có sơ đúng không? Ôi trời ơi. Cái này là mít Thái đúng không ạ? Thái rồi. Còn mấy nửa ký mít nữa đây. Mới ở nhà vườn, ở nhà cũng có vườn mít. Rồi, cho gửi đi ạ. Nhớ quay ngầu lỡ lấy nha. Dạ, hồi nếu mà có gặp em đi qua đây thì kêu em lại nha, để hôm hồi em quên thiệt á. Dạ. Ôi trái su nè. Su non. Su non này chị nấu cắm hả chị? Dạ, nấu cắm mà su non. Mặn tông hả chị? Dạ, mặn tông. Hút nước trái nè, này là hút nước trái nè. Còn này là măng nè, chua nè. Ăn luộc. Rồi em cảm ơn chị nha. Để xíu nữa em đi vòng xong rồi có gì em quay lại. Đây là chuối nha cả nhà. Chuối chuối cao, chuối dài, chuối xanh. Chuối
Chú Sim, không thấy chú Sim, chú Sim bên kia. Là chú dài nè, chú dài nè, chú vàng dài nè. Chú này chú xanh nè. Chú già hương. Chú già hương hả? Chú là Sim. Quầy bên đây là quầy dừa nạo. Chú bên đây có bán dừa nạo luôn rồi. Bây giờ là hầu như là không còn mà sử dụng mà thủ công nữa ha chú ha. Giờ là máy móc không à. Nạo sẵn rồi dắt luôn tại chỗ. Mà quầy của chú kế bên là có ông điểm thằng Tài luôn nha. Hoành chén lắm nha. Sáng là phải cho ông một điếu thuốc nè, rồi thêm một ly cà phê, có xôi, rồi bắp bắp nữa. Chắc như bắp đúng không chú? Này dầu dừa nè. Này dầu dừa, còn này nước màu dừa. Con cảm ơn chú nha. Bên đây anh cũng có luôn, có những cái chai nước chấm pha chấm, nước pha chế. Wow. Đi chưa làm chở ăn sáng nha. Từ chai hơi hiếm đấy. Ôi, bánh tét. Từ là ngon quá, nhìn hấp dẫn quá nè. Bánh tét ngon quá à. Nhà bánh ít nè. Bánh ít. Bánh tét. Bánh tét ít. Cô bán thì cái quầy này là dễ thương quá ha. Cảm ơn có đầy đủ không nha. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Con đang đi kiếm đồ ăn sáng cái xíu con quay lại. Dạ. Ui cái bánh ít chằn nữa nè. Bánh ít chằn nè. Bánh này là bánh chay hết nặng chị. À bánh mặn. Dạ. Em ăn đường chay. Ô bánh bông lan nè. Wow. Bông lan là cánh trắng nhị vàng nè. Thường là một hộp là bao nhiêu tiền ạ? À? Ví dụ như hộp này thì bao nhiêu tiền? 30 con. Cái này đâu ăn chay được hả cô? Chay nè con, bánh chay này nè. Cái nhỏ ngoài đó. Bánh chay là cái này. Còn bánh mặn là lại tại vì cái này có trứng rồi lạp xưởng nữa nên là bánh ăn không. Giờ mình ủng hộ cô một hộp bánh, bánh chay nhỏ đi. Này đi. À. Bánh này là bao nhiêu tiền cô? 30 ha, 20.000. 20.000 hả? Úc làm hả? À, tại vì con đang ăn chay con không ăn được. Chứ mà thường là Song Hỷ rất là thích ăn bánh loại này nè. Đây nè, bánh loại này ngon lắm nè. Nếu mà ai ăn á, ai mua thì nhớ là mua bánh này nha. Tại vì có thịt bằm với trứng trong này, trứng muối, ngon lắm. Dạ, cảm ơn gái nha. Ui, cái thao kim chi của cô nè. Cái này gọi là kim chi đúng không chị? Ôi, nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Nhìn cái này là hay nhớ Tết rồi đó. Cái này mà ăn thịt nướng thì thất bại. Dạ. Ui trời ơi, cô bên đây đổ bánh nè. Đổ bánh chay không? Cái này ăn chay được không cô? Nó nặng cái trứng muối. Trứng muối mà ăn được mà, phải không? Một cái là như vậy là bao nhiêu tiền ạ? Cái dĩa đó 50.000 hết rồi. 50.000 hả? Cô có thể đổ cho con được một cái như vậy được không? Không. Nguyên dĩ luôn mà cô. Cô đổ cho con trên này để con quay phim luôn á. Dạ đúng rồi. À, cô đang pha chế bột hả? Để sẵn. Trời ơi, bánh bông lan này nè. Mà mình nướng trên cái nồi này nè là cái nồi gang hay gì á. Dạ. Mà bánh bông lan này cô làm á cái bột á là thơm lắm cả nhà, thơm lắm. Thơm dễ sợ thơm. Thơm chưa. Bởi nó sao mà đứng ở đây mà cái mùi đâu mà thơm dữ. Cô ở đây là cô bán lâu chưa? Bán được 7 năm rồi. 8 năm. Mà cái nghề này lúc trước là mình tự học luôn hả? Mà có ai dạy? Nghề này cha mẹ có sẵn. Dạ. Nghề gia truyền. Cái này mình đổ mà không để chút muối được không chị? Được. Để không chút muối nha. Rồi đặt ăn chay. Rồi không chút muối ăn chay được. Thôi mình cứ để trứng muối đi, ở nhà mình này mình có chai rồi mình mua cho mấy đứa nhỏ ăn vẫn được. Cứ để trứng muối bình thường đi ạ, cho nó đẹp. Để giống vậy ha, dạ, nó mới khuôn, nó mới ra đó. Dạ. Để muốn chia sẻ khán giả coi cách dạ. Mình làm bánh bông lan. Này là bột truyền thống của mẹ. Bột truyền thống thì nó hơi kẹo kẹo hơn so với những cái bột mà mình mua ngoài chợ. Đúng rồi.
thơm lắm cả nhà ơi. Mà cái lửa ở đây nó chỉ là hơi hơi thôi chứ nó cũng không có mạnh nhiều hơn so với những cái... Xài hai lửa chị ha, lửa hai lửa, hai lửa, hai lửa, ấm lắm. Đây để em đậy lên. Dĩ bánh lên. Rồi dĩ bánh. Một dĩa bánh này mới nướng luôn á cô. Nguyên dĩa luôn hả chị bà? Dĩa đó đó. Dĩa nào? Dĩa không trứng á. Dĩa hết trứng rồi. Đang. Dĩa không trứng hả? Dĩa, dĩa lấy thịt cổ cũng được nữa. Rồi lấy cái này cho chị ha. Chút đổ xào. Dạ. Hết bột rồi. Hết bột luôn hả? Dĩa này hết rồi. Dạ. Rồi lấy này cho cô đi. Rồi. Tải hết bột rồi. Dĩa hả? Một dĩa cuối cùng luôn. Một dĩa cuối cùng luôn, không có dĩa thứ hai nữa. Cô lấy cái này đi, con lấy cái này cho chị nghe cốt chị. Rồi ấy đi. Trứng muối nên nhường cái này cho cô. Ok. À à. Còn mà lấy trứng muối lấy kia. Rồi, đi đều. Rồi sao bà giỡn dạng còn có một khuôn giỡn dạng luôn. Giờ này là hết rồi, giờ này chưa rồi. Dạ. Tầm bao nhiêu phút là chích vậy ha? Chút xíu à. Gặn được cái này thấy không? Ừ. Cái này bánh này rồi mình làm bằng truyền thống á, nó ngắt lửa lắm. Dạ. Là 50.000. 50.000. Là nếu một dĩ như vậy là bao nhiêu cái ạ? 12 cái ạ. 12 cái. Cái chưa tới 5.000. Cái có 4.000. Đó, à, có trứng luôn, có trứng. Còn nếu mới 48.000 là tối là 2.000. Tốn thêm hai cái dĩa thì chi? Hai cái dĩa, hai cái dĩa thêm bọc ni lông. Hai cái dĩa. Hai cái dĩa này là hết 4.000. Sao mình không mua cái loại mà cái hộp trong trong mình đậy là như vậy? 4.000 là hả? Ồ, mình thấy như tưởng rẻ ai ngờ mắc hơn cái này nhiều luôn. 4.000. Trên này ở dưới này có lửa. Ở phía trên cái nắp cũng có lửa, có than luôn, than nóng luôn. Ồ. Hấp dẫn ha. Canh lửa lại. Canh lửa lại. Châm lửa. Bây giờ lại cần lửa trên hay lửa dưới đủ rồi? Ừ, lửa dưới là đủ rồi đó. Chỉ có còn cái lửa trên là mình. Nó phồng lên luôn á. Thì phải phồng lên. Cái đó là trứng. Cái này là bơ với mật ong. Dạ, bơ với mật ong nó sẽ làm cho cái bánh mình nó đẹp, nó màu vàng vàng đẹp hơn. Dạ đúng rồi, mà nó thơm nữa, nó hấm luôn chứ tốt ở dưới. Thường thì những bánh truyền thống là không có bơ. Cái này mình cái lớp hết như vậy. Cái này là mình chế thêm nè. Dạ. Bỏ hàng chi đứng bên phía bên kia bánh ít mà ngửi ta thấy mùi bánh bông lan luôn. Giống như cái bài gì hát của bánh bông lan á. Mình dư lại thủy hết. Có bài bánh bông lan không rồi mỗi lần mà nghe bài đó là muốn đi ra chợ ra mua bánh bông lan gì ăn liền. Ôi trời, ngoài ra những cái bánh này dễ thương. Cái đó là em đổ điện trong nhà. Dạ. Bánh bằng ghim điện á. À, đổ bằng cái lò điện bự như vậy nè. Dạ. Cái nào anh? 20. Đủ thứ sự lựa chọn của mình luôn. Cái bánh này là bánh Trung Thu chay hả? Chay hay mặn? Mặn. Thập cẩm. Dạ. Trứng. Tại vì đang kiếm bánh Trung Thu chay cho mẹ. Mẹ cũng ăn chay luôn. Này là mặn. Tại ở nhà mình làm luôn á. Dạ. Tí này đó. Chị làm hết luôn hả? Làm, dạ. làm thủ công giỏi vậy? Này là bánh truyền thống mà. Ồ. Dễ làm. Bánh này bánh Trung Thu, chưa tới Trung Thu nhưng mà mình quanh bán này quanh năm luôn. Bánh bột đậu. Bánh Trung Thu. Bánh bột đậu. Bánh này bánh bột đậu. 15 ngàn. Dạ. Rồi em cảm ơn. Nè gặn được rồi nè thấy không? Thơm cực kỳ luôn á. Ôi chú bán tỏi nè. Chú bán hành, bán quay, tỏi. Quay chú bán tỏi. Nghe rồi. Mấy cái. Rồi nhìn lãng tử quá. 5 cái rồi 5 cái 40 ngàn. Ờ. Ơi sáng nay trong bán gì vậy? Trời ơi, mới đây là ủng hộ 5 cái bánh liền luôn. Ngon ha chị ha. Chị nhìn quen lắm luôn á. Gì hả? À, em nhìn chị quen lắm luôn. 534.
Hết giờ bán cá quý vị. Chơi 534 phải không? Ba chỗ 500 đi. Ở đây 534 đi, còn kia đưa. Cái kia nhiêu? 330 nữa. Kia nhiêu? 330. 330. Mất rồi, tiền quá, tiền luôn. 330 là chữ này nha. À. 330 phải không? Cũng khoảng 10 phút quá. 10 phút mới xong cái bánh á. Mua cái bánh mà thu tiền dữ vậy ha. Wow. Nó ăn chút xíu nữa. Để ăn vàng. Cái này đăng trực tiếp á. Dạ. Kẻ quay ảnh nè. Đưa lên là trong vòng vài bữa là nói là giàu luôn nè. Là bán bánh mỏi tay luôn. Mình ở đây làm gì được mỏi tay hả mừ? Cái đó có nhân thịt gì? Nhân thịt bằm dạ. Ngon lắm. Nhân thịt bằm. Rồi 35.000. Em nghĩ là chút xíu nữa là mình đứng đây một hồi là không còn gì để ăn đồ chai luôn, chắc ăn bánh bánh bông lan hay cơm. Bánh bông lan nhị vàng cánh trắng. Dạ 15.000. Hả? Không mà điểm chứ không mà. Tới rồi. Đó đằng đầu. Minh Dương phải có Lệ Hủy, cô Lệ Hủy. Ở quên nhiêu đó. 15 thì có 85 mới đủ. Cái đó 35. Cái gì chứ cũng lâu thôi mà mình ở đứng cái ở đây. Ở 15 lộn lộn lộn. Lộn 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 dày dày dày. Xin lỗi. Rồi 85.000. Nói chuyện hát lộn quá. Ăn vàng hay ăn trắng? Vàng á. Ăn vàng hay trắng? Đó, vàng rồi đó. Cái đó là không có nhìn hả? Hết rồi. Đó là ai à? Đây. Đó. Đây. Đây. Còn mấy cái ở trên đó. Còn đó là còn như kỳ với con bọc đó kìa. Ừ. Đây bọc nè. Đây 10.000 nè. Mấy bọc này chị nha. Dạ 10.000. Ô, trời ơi. Wow. Vàng nín luôn. Wow, hấp dẫn nhở. Còn cái đó 6 cái 5 ngàn luôn, nó cốt lấy luôn. Rồi, bán rẻ bao hết. Rồi, cái nhiêu, ta nãy 20 được rồi nha. Cái này của em, rồi em cảm ơn nha. Ờ, quên ha. Rồi, em cảm ơn chị nha. Công nhận quay cái câu coi bãi coi mặt tươi như hoa vậy. Tươi như hoa vậy. Ôi, cái này là mình đang lựa hộp vịt muối không à? Ừ. Ôi, nhìn đã vậy. Là 1 giờ mình đặt nó 1 giờ. Wow. Ủa rồi dòng trắng mình sẽ làm gì ạ? Dòng trắng bán người ta nấu bún cua. Bún cua. Ừ. Bún cua là sử dụng dòng trắng của hộp vịt muối. Ừ. À với cái hộp vịt lạc đó bánh chung. Dạ. Ôi nhìn. Còn mấy cái này là mình thường mình bán cho những người bán bánh bông lan. Bánh lan. Có gì lên kênh Sông Hỷ ạ? Sông Hỷ Vlog chiều nay 6 giờ. Dạ. Dạ em cảm ơn nha. Ăn sáng thì cũng hơi khó nha, tại vì ở trong này thấy đồ mặn nhiều á. Ôi cháo nè. Trời ơi cháo này mình có ăn cháo chay được không? Dưa mắm chay hả? À... muối tiêu hoặc là muối chay. À, để nhìn cá hấp dẫn quá. Nhìn cá hấp dẫn quá. Quay luôn rồi, quay phim cá luôn. Ôi trời kìa kìa, trời ơi. Ôi, cái này cũng hấp dẫn, cái này ăn với đu đủ mắm là cực kỳ ngon luôn. Mình ăn mặn ở đây ủng hộ chị. Để em đi vòng thử coi có món gì nữa không rồi em ghé lại nha. À, đây là sạp rau. Rau khô nè.
Chào chị ạ. À. Khô này khô cá tra. Lên truyền hình cho. Lên truyền hình, lên truyền hình. Câu em mời tươi hồng cánh môi nên ngọn hoa khi thèm đi ạ. Năm em ngồi cái này là bánh hỏi, bánh ướt, đồ mặn. Chưa có đồ chai. À, đồ chai hình như bên đây. Bên đây đồ chai hả cô, hả chị? Mình có gì ạ? À, mì hủ tiếu quế. Nhiều lắm. Có mì hủ tiếu à. Mì hủ tiếu gì mình ăn đây ha. Mì hủ tiếu, bún bò quế. Bún bò quế nữa. À, bún bò quế. Bún xuông. Bún xuông lèo luôn. Dạ chị, ngồi đây ăn được không? Dạ, ngồi đây ăn được. Thế là mình qua đây hay là ngồi ở đây cho nó vui? Sợ chỉ sợ anh quay không được, đứng ở đâu không được. Em ngồi đây thấy cũng vui nè. Ủa mình đang làm gì vậy? Hắn sa tế. Sa tế? Sa tế này là có ớt với xả hả? Mùi thơm quá à. Ăn cái bụng quế thì nó ngon. Ui thơm quá. Hơn là một tô là mình bao nhiêu tiền à? 15.000. 15.000 cho một tô chai. Bất ngờ nha. Bún bò quế cũng vậy luôn hả? Hay là có cái miếng này là cái miếng này 18.000. 18.000 là tại vì cái miếng đen này nó mắc. Cái nó trăm mấy. Dạ. Vì cho Song Thủy một tô bún bò quế ạ. À. Dạ. Vì mình ngồi đây luôn đi. Vâng, qua đây cũng được, hay ngồi đây. Dạ, tại vì đang xào sa tế. Rau ít thôi chị. Wow. Nhiều quá vậy. Cái gì á, chậu xuống nó xẹp hết rồi. Nhiều quá sao em ăn hết. Đâu có 15 nè, 15 nè. Ở đây chị có bán cà phê không? Cho em một ly cà phê luôn. Thôi cà phê sữa đi. Cà phê đá. Cà phê đá hả? Em ngồi đây ha. Cô ngồi đi cô. À, ngồi. Cô ăn chưa? Cô ăn xong rồi hả? Cô ngồi đây chứ con là cho vui cô. Dạ cái này ăn với này. Một tô như vậy 15 ngàn nha cả nhà. À, thấy cái này đựng tương. Dạ cái này đựng tương. À, tương. À, tương này là tương ngọt hết cô ha? Tương ngọt. Rồi muốn ăn cay thì để nước ớt. Có sa tế thì để sa tế vô. Sa tế nhà làm. Sa tế mới làm xong luôn hả? Ui. Nhảy mũi nãy giờ. Vừa ăn mà sao mà thấy nó vừa nhảy mũi. Ôi trời ơi, mới làm luôn nha cả nhà ơi, thơm phức luôn. Thơm lắm, thơm lắm. Muốn ăn ớt trái còn để thêm ớt trái vô, nặng chanh vô. Cay lắm cô ơi. Cay. Ờ cay. Cái này ớt cay lắm. Nguyên si không hả cô? Nhưng mà cay thật đó cô. Cay nồng cái lỗ mũi luôn á. Ớt xịn. Ớt xịn. Cay. Ta lại ớt lép vô. Ta nhiều nhưng mà nó cay. Dạ. Cả nhà ơi, một tô như vậy giá 15 ngàn nha cả nhà. Đồng giá 15 ngàn. Chỉ có miếng đen đen á. Là miếng đen đen đó là cộng nó ngon lắm. Nó dai dai mà nó sực sực ngon. Miếng nó hơi mất tiền nên cộng thêm. Một tô 15 ngàn, no luôn. No luôn. Một tô 15 ngàn nha cả nhà ơi. À, mời cả nhà cùng với anh Caramel nha. Anh Caramel chút xíu ăn sau nha. Nhà Xuân Hỷ sẽ để cái... Cô thường ăn ở đây không cô? Ủa gì hả? À. Cái gì bún lèo đấy cô ha? À, được 4 miếng chả lụa, 2 viên bò viên, 3 viên bò viên.
À, bún bò Huế nha. Trộn lên. Ôi ơi, nhiều quá à. Nhiều quá sao ăn hết đây. Đây thì thường bán vậy cho bà con để ăn cho no bụng. Cho bà con lao động ăn. Ăn chay thì nó mau đói lắm, thì ăn phải nhiều xíu để cho nó no lâu. Nhưng mà nhiều quá à, xong phải ai sợ ăn không hết. Mình ăn hoài nó nhiều. Vậy hả cô? Bún nước lèo là ngon lắm hả cô? Cái gu cô là mỗi ngày ăn bún nước lèo, dù chay hay mặn cũng là bún lèo hết. Thơm nha cả nhà. Cái nước lèo rất là thơm luôn. Đó, ăn chung với nước tương tương ngọt nè. Thường cô ở trong Nam. Cô là đại diện cái thương hiệu bún nước lèo miền Tây. Thường ở trong Nam là ăn cái gì cũng phải có nước chấm hết trơn á. Đúng rồi, Nam này cái là không thấy nước chấm. Không, dạ. Đây phải có cái chén nhiều gì lại cộng cho thằng trai ăn nè. Vậy cộng chứ. Mời cả nhà nha. Ở ngoài miền ngoài thì thường là những cái bún hay phở là đổ luôn trang vô chung, tương rồi là chung hết. Miền Tây mình là phải có một chén nước chấm. Cái tương này xào ngon. Nó xào tới vừa xào đó. Cay, thơm. Nguyên chất khá là ớt, mà ép để vô nhiều nữa không cay. Mọi người thấy vị đó, bút đi. Xíu rồi cay rồi. Mình làm từ ớt khô hả? Có người làm ớt tươi á. Ớt tươi người ta sơn đó, giống như sơn đường kẹo kẹo á. Người ta sơn cạn như là ta thắng mới vừa tới là tắt lửa, nó được nhiều, nó có đậu lành. Còn ở đây là thắng cho khô là nó mới có đủ thơm. Ớt tươi là sa tế không đẹp bằng cái ớt khô. Ớt khô nhìn cái hũ sa tế nó ráo đẹp lắm. Tự nhiên nó không có đẹp. Dạ. Cái lụa mà mình chấm với tương ở đây á, cái lụa thơm lắm. Rất là ngon. Mà tương ở đây á, ngọt mặn vừa đủ. Cái tương này như tương hột xay ra để tự nhiên, còn tương mà màu đen á là người ta phải sên lại rồi ta để thêm nước vô rồi ta phải niêm lại nữa. Thành ra nó lền vậy. Là thành tương đen. Đúng rồi. Còn cái này là tương hột xay ra nguyên vậy luôn. Cái màu tự nhiên, cái màu mà tương hột nó cũng không có mặn gì mấy so với tương kia. Cái đó xay ra thôi nguyên vậy, còn mà muốn làm lại thì làm lại lần nữa, cái nó có nước có lửa là nó sẽ đen. Rồi ta thêm nước, thêm gia vị nữa, cái này nó lên giống như để bột vậy đó. Dạ. Còn cái này là nguyên xay. Ai là ai lại đây ăn món của chị Thúy mỗi ngày để Tết chị Thúy tặng được cho cuốn lịch. Đây lại là bún quế nhiều nhất, bún quế chay. Bún bò Huế chay ngon, cái này ngon đậm đà mà thơm lắm đó nha. 15.000 mà cho cái giá tiền mà bỏ ra 15.000 mà được một tô như thế này ăn cũng rất là chất lượng. Cô chủ quán bán đồ chay đẹp nhất khu chợ này. Không biết cô có con gái không nữa, cô còn con gái không cô? Dạ. Chứ cô đẹp vậy chắc chắn con gái cô phải đẹp rồi đó. Đẹp lắm. Cô chủ quán. Mình bán ở chợ này là được lâu chưa ạ? Mười mấy 20 năm. Còn bán như chỗ này luôn à? Rồi. Cái lúc đầu tiên bán một tô là nhiêu tiền cô? À, mười mấy năm trước 12.000 hả? Lúc cô ăn là có 10.000. 10.000, khởi đầu là 10.000 đến 12. Mấy năm nay là đầu mắc lên 15. Mấy năm nay là đồ chay bây giờ là cũng giá thị trường nó còn mắc hơn đồ mặn nữa. Tại vì mấy cái chả lụa này khi mình mua mắc tiền lắm. Đây nha. Chả ngon, nó một chả ngon. Cái miếng chả này không có cảm nhận làm như có mùi sữa đó, thấy không? Dạ. Đúng rồi. Đồ chay xử lý nó khó hơn đồ mặn. Thấy không? Thơm như mùi sữa luôn. Mà nó không có giống như mấy cái loại mà trong thị trường ăn. Đây. Nó sẽ sụt. Wow, giống người mẫu vậy. Mấy tầng? 24. 24 là chắc bạn giữa rồi ha. Giữa. Tướng nó cao ráo. Giống nhiều mẫu à. 24 tuổi. Hiền lắm. Nhát nhát lắm. Ai muốn làm rể thì mỗi ngày phải ăn chay mỗi ngày nha. Nói chung là phải duyên phận. Có duyên phận mới có gặp được nhau. Nó nhát lắm, nó mắc cỡ vậy đó. Ai mà xong mình đi lại ăn nó có dám tương gia đâu. Dạ. Bữa nay thứ hai không gặp được ha, phải hôm nay chủ nhật hay gặp được. Anh nó mở quán Long An, bán cái này nó bán dưới. À, vậy là có một quán chai ở Long An nữa. Quán chai ở dưới quán mặn.
Đây là một ly cà phê. Một ly cà phê này nhiêu bao tiền? 10.000. Dạ 10.000. Mời cả nhà nha. Tôi tưởng là trong chợ này thì bán đồ mặn nhiều hơn. Cô nhà cô đâu? Bệnh viện Bình An hả? Cô An nãy giờ là mới một tô hả? Dạ, tô này con mời cô nha. Cô uống cà phê gì không? Không ngủ được hả? Lâu lâu có duyên mời cô một tô với một ly cà phê. Cô chai đường. Chà đường. Nước mía hả? Dạ. Dạ, nước mía cũng được. Có trà đường với trà cà phê cô. Trà đường ha. Nước mía không có bán. Đó. Đó không? Cô Thúy nó hết rồi. Còn không? Rồi còn làm ly nước mía cho tặng cô. Dạ đúng rồi con. Cô lên YouTube cô bấm là Song Hỷ Vlog là cô sẽ thấy một cô gái mặc áo dài màu tím cầm bông hoa sen là con. Chiều nay 6 giờ nha cô. Chiều nay 6 giờ là cô sẽ dạ YouTube Song Hỷ Vlog á cô. Dạ. Nó bưng đi à. Ăn sáng chưa cô? Không ăn hả? Sao vậy? Không được hả? Không tiêu hả? Dạ, nó khó chịu quá. Dạ. Chứ mấy chị cho nó mừng lắm. Dạ, con cảm ơn. Tính mời bà ăn mà bà nói bà khó tiêu. Bà khó chịu, thường những người lớn tuổi á ăn gì cũng khó chịu cái hệ vì cái bộ phận ở trong cơ thể mình á. Con ở Châu Đốc, con ở gần nhà của bà luôn á, con cũng ở trên chợ á. Dạ. Dạ của riêng con. Cái này là của riêng con công ty một mình con. Công ty một mình con thôi. Rồi cô hỏi Song Hỷ là cái này mình quay cho nhà nước hay là công ty gì thì Song Hỷ nói là công ty một mình con. Con có một cái kênh YouTube, con chuyên quay về địa phương của mình, quê hương của mình rồi những cái món ăn ngon, rồi đặc sản gì đó. Tôi có thể là lên kênh của con chiều nay 6 giờ để mà mở lên kênh con là Song Hỷ. Cô bấm Song Hỷ là cô sẽ thấy một cô. Dạ Song Hỷ. Cô nói là Song Hỷ là được à, là sẽ hiển thị ra. Dạ. Có nước mía luôn à? Em không xe chỉ có xe nước mía. Cô mới đi rồi. Cô mới đi lấy nước mía về để phục vụ. Cứ như là nó hơi gió. Nước mía là ngon nhất là khi nào mình vừa xay xong uống liền, ngọt, thơm. Mình để hồi nó hơi gió, nó hơi chua chua. Nó không có còn có vị ngon như lúc đầu. Và cả nhà để ý đây, toàn bộ là những xe mía là của nhà Song Hỷ là bán ra. Xe đại phước hàng, xe mía đại phước hàng là nhà của Song Hỷ bán ra hết luôn. Khu vực chợ này là rất là nhiều luôn. Những xe bán nước mía là toàn là những... Tại vì bên cửa hàng của mình á, vừa bán xe mà có thợ, đội ngũ thợ để mà đi sửa chữa cho bà con luôn. Nên là cô rất yên tâm. Tất cả những món hàng trong cửa hàng đều có thợ hết. Giống như là xe mía thì cũng có thợ để bảo hành và sửa chữa. Rồi các sách vẫn vậy, các sách thì cũng có thợ để đi đến giống như là mình quên mật khẩu hay gì đó, dẫn tới để sửa chữa cho bà con được hết. Chứ mà mình mua mà nhiều khi những cái sản phẩm mà xong mình những cái sản phẩm mà giống như điện tử đi, không có họ bảo hành này kia, sau khi bảo hành chưa chắc là mình có họ để mà sửa những cái sản phẩm đó. Nên là rất là cần những cái điểm mà phải có hỗ trợ cho mình cái phần đó. Vì cái sản phẩm mình mua ra là giá rất là cao.
mà không có thợ sửa chữa nữa là cũng hơi khó và khó cho những người dùng á, cũng tội tội. Mà hy vọng ông bà cô chú nếu mà có mua sản phẩm xe mía của nhà của Sông Thủy hoặc là két sắt mà có cần hỗ trợ về sau thì cũng có họ luôn nha, không bị lo gì hết. Từ gần 30 năm rồi quý vị, thì công tác hậu mãi thì lúc nào cũng được coi như là đi đầu để khách hàng mua yên tâm. Chứ mình bán hàng mà mình giống như mình bu tay để cho khách tự lo thì khách đâu yên tâm được. Hậu mãi là trên hết mà. Nước này ngon quá, nước súp này ngon lắm nha. Tương cũng ngon nữa. Bà ăn chay tường á, bà nấu cái gì cũng ngon. Cô ăn chay giường á, cô ăn. Dạ. Cô ăn sáng 4 ngày. Hôm nay là ngày 16, cô cũng hôm qua là cô tới ngày là 15, ngày làm âm lịch. Cô ăn, mà hôm nay là qua 16 cô vẫn ăn luôn. Dạ. Sáng này là cô đi chợ hả? Sáng giờ đi chợ chưa? Dạ. Chồng cô bán bánh mì hả? Chồng cô bán gì nãy cô? Bánh mì bánh dạ. Bây giờ bảo quà cô ơi, hầu như là ai cũng bán được, bán hết trơn á, nên là ai cũng bán hết trơn nên mình đâu như hồi xưa được nữa. Dạ con lúc trước bán giảm mình bán 100 hình như lúc trước là nghe ba mẹ kể là đồ trang trí đồ thấp thôi nha, mà khách người ta mua là phải ship hàng luôn hoặc là xe lôi ship sẵn luôn để mà khách đến rồi xong rồi chở đi mà nguyên một hàng dài luôn. Ship hàng là khi nào bán cái bếp ga vậy? Bếp ga luôn hả? Hồi đó là đi đầu thì ga BB mà lần đầu tiên nó gai mắt á. Thì đó là một bộ bếp gồm quà tặng là 8 món, giá 1.800.000. Khi đó là xe lôi phải ship hàng rất là dài để chở về. Cái thời mà lên TV mà cái gì mua bằng một món mà tặng thì tặng nhiều món đó. Đúng rồi. Đó tầm năm 2000 thôi. Thì xe lôi chở riết rồi cái thành quen rồi đi ráp luôn cho khách hàng luôn. Đây không kịp. Thấy cũng tiện lợi. Ngon quá cả nhà. Mà cái tô này nhiều 15 ngàn mà nhiều quá. Còn những ngày xưa thì hàng quá thì đi giao tới 11, 12 đêm là mới bây giờ mới xong một ngày bán. Còn bây giờ hiện tại thì bảo quà rồi. Bảo quà nên là cũng không còn như lúc xưa nữa. Đó. Cô có đặt điện gì thêm không? Cô có đặt điện không? Dạ không, con chỉ quay YouTube thôi. Con chỉ quay. Anh nhà biết là ở đây là rất là nhiều các cô chú anh chị bán vé số. Thì ở trong Nam đã bán vé số rất là nhiều. Mà hầu như là đưa xuống luôn, lúc mà mình đứng là đưa xuống như là đôi khi mình sẽ tưởng là những người đã bán vé số. Thành cái thói quen lắc đầu quý vị. Khi mà quý vị vào Nam sẽ có một cái thói quen mới là giống như ở Sài Gòn giống vậy, thì ngồi uống cà phê quý vị lắc đầu hồi là thành thói quen đó. Thì đâu phải ai tới cũng mua được hết. Một ngày nếu mà mình mua là một ngày không biết bao nhiêu tờ luôn á. Có khi một ngày là mua kiểm tra lại một sắp như nè. Mua xong là qua 4 hơn mấy trăm người bán thì mình mua đâu hết được. Dù gặp ông bà nào lớn tuổi mình ủng hộ thôi. Bây giờ chắc là mình ăn này xong rồi mình đi dạo một vòng thử rồi coi có gì nữa thì mình chia sẻ tất cả các cô chú anh chị nha. Làm ly cà phê cả nhà ơi, cho anh caramel ăn miếng sáng, ăn đồ sáng gì để xíu nữa là anh xỉu luôn. Bán em bọc em về chị. Mì để đi. Mì có chổng không? Để về em chổng. Rồi về nhà chổng để xếp kia. Dạ đúng rồi. Chị biết mẹ từ mấy chục năm á, hồi đó dạ. Chị bán bên Bãi Vòng á, bây giờ thấy mày lên. Chị nhớ là chị hỏi phải bình Đại Phước Hàng không, nói đúng rồi đó. Hỏi chị nhớ em sao? Hồi đó giờ không có thay đổi hả? Ừ, đẹp quá. Trời ơi. Chết rồi quay lên cũng không trời. Không phải gì đâu, đẹp mà. Xinh mà. Ủa chị ăn chay hả? Không, mua về nhà chị ăn mặn. Chị ăn mặn. Dạ. Không về cho nhỏ con. Con chị ăn chay. Dạ. Không, nó phải ăn vậy, mặn chay gì nó cũng ăn.
À, mấy cái loại ăn chay nó cũng dễ chị, dễ chị ha. Không có đậm đà gì, thịt thà thì nó mau ngán. Còn này mình ăn thì mình nó im. 17 ngàn, nhiêu em? 17 ngàn. Cô bên đại nha, nước hàng hả? Dạ đúng rồi cô. Giãn cách cô đi đường đó thôi mà, đâu có đi chơi, người ta đâu có cho đi xuống chợ này. Giãn cách là đi ngang đại phước hàng nhà con hả? Đi là bọc đúng mà, khoảng 10 giờ 11 giờ mới đi, tôi đi tôi chốt. Mẹ con cái chỗ này mà mấy ăn xét. Dạ mẹ ốm, dạo này mẹ ốm. Tôi chốt chợ luôn, đi chảy cho mà. Đợt dịch là nhà con là hình như là đóng cửa xuyên suốt luôn, chỉ là mở cửa để cho hút thôi, cho hút bà con để mà chị cô biết thôi chứ mà đang đợt bệnh tan của ai em? Của ba em. Chị hả? Dạ. Ba mới mắc à? Không có đâu, bà ngoại hay là bà ngoại mắc lâu rồi. Dạ. Không của ba hả? Dạ của ba. Rồi chị đi nghe. Không biết rồi. Trời. Quá tưng hồn tôi hoài. Hình nãy mình nhớ là mình có quên cái gì vậy ta? Hình như là bọc rau. Quên bọc rau, đi lấy bọc rau mới được. Thùng dịch nè, trứng phao luôn. Bữa nay mình đâu có nấm nở hả chị? Ở đó đâu à. Nấm nở khó kiếm quá à. Dạ, dạ cảm ơn. Trời ơi. Nấm nở thì khó kiếm mà. Con ốc, thao ốc này. Bu. Ốc bu hả? Ủa, bánh bao nè. Bánh bao. Ui. Bánh bao chay, bao mặn hả? Bao mặn. Bao mặn, dạ. Thương địa, cảm ơn chị nha. Bữa nay là một mấy bánh bao chay. Hấp dẫn ha. Để sẵn gì nè, ai mua về thì có sẵn nha. Bây giờ như xưa như cũng có cái cọng ngò để phía trên đó. Vậy đây cọng dây. Dạ, cúng cho mấy em ở đây nè, bánh chè nè. Bánh ôi, chè. Bánh chè, chè đậu xanh, đậu đỏ, khoai cao, chè hưng. Đó, chè đậu trắng nè. Chè thưng chị. Chè đậu đỏ nè, chè bắp nè. Quá nhiều. Cảm ơn nha. Ồ, cái này nè, cái này cho nghỉ phái nè. Chú bên kia là đang chiên cái gì á? Tàu hũ nè. Tàu hũ. Dành cho những ai ăn chay nè. Cái này là gọi là ruột phải không chú? Ui, cái này tàu hũ nè. Hồi nãy giờ tưởng cái miếng vải. Cái tàu hũ non. Nhưng mà nó dẹp ha. Thường là một cái như vậy là bao nhiêu tiền vậy chú? 4 ngàn. Còn cái chiên sẵn là bao nhiêu? 4.500. 4.500. 4.500 một cái. Thôi vậy lấy con 2 miếng đi. 2 miếng chiên sẵn. 2 miếng chiên sẵn. 9 ngàn. Nhưng mà sao mà có một cái nó bị tròn, một cái nó dài ha, nó vuông ha. Thứ già, thứ non. Vậy là cái này là non hay già? Già. Hả? Non. Non. Cứ là chiên nha. Đây để con đi lấy tiền lại con xíu nha. Rồi, con gửi chú 10 ngàn. Rồi, khỏi hối chú ơi. Rồi, thôi em. Khỏi hối. Có nhiêu đâu. Đây để con để cái này nhét này vô. Muối này nè. Chú còn gòn dễ thương ha. Chút xíu là về chấm muối tiêu. Ăn ngon lắm. Con cảm ơn chú nha. Ồ. Bên đây là cô bán nhan đèn. Ê, có một khán giả cho Xuân Mỹ rồi bán chả quế ngay trên đầu chợ nha. Cô là nhớ là người miền Trung người đấy. Là người Bắc. Dạ. Hôm bữa nhớ cô... nhớ hình như bữa hổm có bán đồ chua, cải chua. Rồi, cải chua nhưng mà giờ làm biến. Giờ làm biến. Làm biến. Cái này là giò, giò thủ nè. Cái này giò sống nè, cái này chợ thủ nè. Mà hôm nay Xuân Mỹ ăn chay. Nhìn hấp dẫn quá. Trời ơi, cái quầy này đã ha. Quý vị nào có xuống chợ Phường B thì ghé ngay đầu chợ ủng hộ cô nha. Ngay chỗ bãi giữ xe luôn. Không có, ở trong kế ông tàu hũ này bãi giữ xe ngoài kia có người khác. Ủa? Tôi nghĩ cái chú bán tàu hũ. Ủa là cái chú bán tàu hũ. Ngay quầy bên đây. Đây là bên khu vực... Chứ bán hàng mã. Bán hàng mã.
cô từ miền Bắc mà cô đi vào trong đây để đi vào Nam để mà lập nghiệp nha cả nhà. Hôm đợt sau Song Hỷ đi đi xuống đây thì cô nói là, cô mới phát hiện cô nói là cô ngoài Bắc cô vào đây cô bán cái đồ mà cải chua á không có màu ngon lắm gì ớp vô ăn cực kỳ ngon luôn. Chả nè Luyến ơi, cô Luyến ơi bán chả, cô Luyến ơi bán chả, bán chả. Có bộ đồ không? Chả lụa, chả quế. Chào em, cảm ơn nha. Vậy bán vàng quý vị. Vàng này là vàng 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 bình thường á hả? Ừ. Mang này là cho chủ này yên tâm phải không? Trong này là bán quần áo mà. Trong khu vực này bán quần áo, bán chợ quần áo. Đi đi chứ mơ đi chiều chưa lắng chết. Một khu thì bên ẩm thực, một bên thì bán chợ cá, một bên thì bán những cái vật dụng quần áo, khăn. Rồi bách quá không có, đây mấy những cái quầy bách quá. Mình đi một hồi một vòng mình cũng xuyên qua cái chợ cá. Chợ ở đây thì đông đúc vui lắm vậy. Bà con ở đây dễ. Bây giờ đậu xanh mặn bên trắng cũng ngon. Bên đây là hàng thịt. Thịt heo á. Sạp thịt heo, thịt lợn. Những sạp thịt heo. Còn bên đây thì bán những cái giải. Như quần áo, giải, dép. Rồi dép. Thế là thường thường là dép Thái. Thái. Dép Việt Nam cũng có nha. Bánh bánh đó là bánh da lợn. Mấy phim luôn mấy chị ơi. Rồi lên xe đi nào. Thì giờ mấy mình cũng phải đi về nhà thôi ha. Đúng rồi. Bị soạn hàng để giao cho khách như xong. Nãy giờ là đi mình cũng đi hơi lâu và ăn sáng mua được một số món nè, mua bánh ngọt nè. Tại vì hôm nay Song Hỷ ăn chay nên không có mua đồ mặn được. Bây giờ mình sẽ về nhà mình tranh thủ mình soạn hàng có một nang ship đi để gửi đến ông bà cô chú. Tại vì mấy hôm nay thì cũng soạn hàng nhưng mà do là cái đơn hàng nhiều quá. nhiều mà tới nỗi mà đi mà anh shipper đi 2-3 quận luôn. Sáng đi chập, chiều đi chập, to dặn dạng đi chập để mà gom hàng cho kịp mà mấy bữa nay là bùng nổ đơn luôn cả nhà. Thì hiện tại cái cây 100 năm hôm bữa thì chú Út dành riêng cho Song Hỷ luôn. Nghĩa là những đặt thêm 5.000 đôi, 5.000 đôi nữa. Còn 100 năm. Dạ hiện tại là đang cho xưởng vợ làm từ từ nha. Chứ cũng chưa có ra mẹ nào lấy mẹ đó. Chứ vợ cũng muốn lấy một cái một cũng không đủ mà cung cấp nữa. Này là mình ưu tiên lấy luôn nguyên cây 100 năm. Đồng hơi của chị uống luôn coi. Ở đâu chị? Ở trên khóm 7 á. Khóm 7 hả? Đường đi vô gần lò bún. Lò bún đi lên. Hôm nào đi. Nha, ghé chở nha. Ok, hôm nào lên trên đó chơi. Cảm ơn chị. Còn bây giờ thì Song Hỷ sẽ về nha cả nhà ơi. Cả nhà có thể là ủng hộ trên kênh của Song Hỷ mỗi tối 16 giờ 18 giờ để ra những video mới nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn lại tất cả các chú anh chị ạ. Bye bye.